Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị cái nhìn tổng quan về giá lợn cả nước trong suốt nhiều tháng qua. Từ thời điểm giá lợn giảm kịch sàn, chạm ngưỡng thời kỳ bão giá năm 2017 cho đến những khởi sắc khi giá lợn tăng trở lại những ngày qua giữa bão dịch tả lợn châu Phi chưa có hồi kết. Mời quý vị cùng theo dõi. Những con lợn kiệt sức vì nắng nóng. Những khuôn mặt mệt mỏi, thất thần. Những lời mời chào khan cả cổ, nhưng cũng chẳng có ai mua. Như các anh nhìn thấy đây, lợn này là lợn của em, là lợn khỏe, lợn sạch mà có giấy tờ đàng hoàng, nhưng mà về đây bán cũng không ai mua, mà giá có từ 27-28 nghìn thôi. Là những con đẹp đấy, còn những con xấu thì nó vô giá, nó không có giá. Ông Sang, trưởng ban quản lý chợ gia súc gia cầm Hà Nam cho biết, đây là chợ đầu mối buôn bán lợn sống lớn nhất miền Bắc. Tuy nhiên, tính từ cuối năm 2017 đến nay, chưa bao giờ thấy lợn giá rẻ và khó bán như hiện nay. Lợn thì rất chi là nhiều, nhưng mà người mua thì rất chi là ít. Đây lợn đây rất chi là nhiều, ô nào cũng chật, nhưng mà người mua thì rất chi là ít, hạn chế. Các nơi đến cũng rất chi là ít, bởi vì thứ nhất là vận chuyển đi lại, thứ hai là mọi nơi nó đều rẻ hết. Càng rẻ thì lại càng khó, bởi vì sao? Đắt thì nó thông thương nó mới dễ, càng rẻ thì càng ế. Trước kia, khi chưa có dịch tả lợn châu Phi, thì lợn mang đến chợ không bán được sẽ mang về nhà để hôm sau bán tiếp. Thế nhưng bây giờ đã khác, công tác kiểm dịch bị siết chặt để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan. Theo đó, lợn đã mang đến chợ thì bằng giá nào cũng phải bán. Lợn đây này toàn lợn to có bán được, bà con đang bán chạy nhưng mà không bán được, rẻ lắm. Vì chương trình bây giờ là vì nó dịch tả châu Phi này nên là nó người ăn thì kém nên là bán khó bán. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá lợn hơi tại Việt Nam đã lao dốc suốt từ đầu tháng 3 khi dịch tả lợn châu Phi bắt đầu tấn công vào đàn lợn của nước ta. Nhiều thời điểm, giá lợn hơi đã rơi xuống thấp kỷ lục, dao động chỉ còn từ 23.000 đến 35.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Bắc, giá lợn hơi giảm sâu nhất xuống mức chỉ từ 23.000 đến 27.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, việc bán rất khó khăn. Nguyên nhân theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là do người dân chứng kiến thấy dịch tả lợn châu Phi tàn phá ghê gớm quá nên hoảng loạn bán chạy lợn, khiến cho cung vượt cầu, giá giảm. Vừa rồi nhiều cơ sở, nhiều đơn vị, nhiều hộ chăn nuôi lo lắng quá về dịch bệnh, bán cho nên cái cung cầu nó mới cân đối, giá thì nó lại trúng xuống. Thế và một trong những yếu tố quan trọng nhất là nếu như bây giờ bán ra quá nhiều, tiêu thụ lại hạn chế. Trong những tháng quý 3, quý 4 chẳng hạn thế, thì cái mức tiêu thụ tăng lên, thì lợn cung lại giảm đi, thì giá sẽ đẩy cao. Có thể thấy giá lợn giảm sâu gây ảnh hưởng rất lớn đến người nông dân. Việc giá lợn hơi tăng trở lại trong tuần qua là tín hiệu đáng mừng, giúp người chăn nuôi lợn có thêm động lực, giảm bớt những khó khăn, mất mát mà dịch tả lợn châu Phi gây ra. Theo ghi nhận, giá lợn hơi bắt đầu tăng nhanh, thậm chí có vùng tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng 1 kg từ đầu tháng 6. Nhiều thời điểm, giá lợn hơi miền Bắc tại nhiều địa phương tăng bứt phá trên 40.000 đồng 1 kg. Cụ thể, giá lợn hơi tại Hưng Yên tăng lên đến 44.000 đồng 1 kg. Hà Nam, thủ phủ nuôi lợn miền Bắc, báo giá cao nhất ở mức 42.000 đồng 1 kg. Hà Nội, Thái Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 38 đến 41.000 đồng 1 kg. Nam Định cũng đạt mức 40.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn tăng tới 5 đến 6 giá. Cụ thể, Hà Tĩnh và Quảng Trị là hai địa phương ghi nhận mức tăng này, với giá lợn hơi lần lượt là 34.000 đồng và 36.000 đồng 1 kg. Đặc biệt, giá lợn tại Nghệ An báo lên tới 42.000 đồng 1 kg. Tại miền Nam, giá heo hơi cũng bắt đầu phục hồi trên diện rộng. Theo đó, giá heo hơi tại Tiền Giang và Bến Tre tăng 6.000 đến 7.000 đồng, lên mức 36.000 đến 37.000 đồng 1 kg. Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ cũng báo giá heo tăng tới 5 giá, lên 35.000 đồng 1 kg. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng cho bà con chăn nuôi.
Vâng, vừa rồi thì chúng tôi có điểm lại tình hình giá lợn của cả nước ta trong nhiều tháng qua, từ thời điểm giá chạm đáy đến giá lợn khởi sắc trở lại. Thế nhưng nguyên nhân vì sao giá lợn tăng trở lại và việc giá lợn tăng có kéo theo giá gà, giá bò tăng theo hay không? VTC16 đã có cuộc trò chuyện cùng ông Nguyễn Xuân Dương, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin mời quý vị theo dõi để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Dương đã đồng ý tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, thưa ông, như vậy là sau nhiều ngày giá lợn hơi giảm thấp thì tuần qua giá lợn hơi trên cả nước thì đã bắt đầu tăng trở lại. Vậy thì không biết là cái việc tăng giá này là do đâu thưa ông? Và liệu có phải là do cái số lượng lợn bị tiêu hủy quá nhiều không? Tôi cho thì cái việc rồi tăng giá lợn ấy là với giác độ cơ quan quản lý như tôi cho đấy một tín hiệu rất tích cực. Mà những người chỉ đạo chúng tôi là đã cố gắng rất là nhiều trong cái thời gian qua để cho chúng ta như thế khôi phục cái thị trường thịt lợn trở lại. Bởi vì giá thịt của chúng ta, giá lợn thương chúng ta xuống quá thấp. Như thế là trong khi ở xung quanh chúng ta thì các nước đã rất là cao. Chúng ta vừa rồi chỉ có bình quân ở phía Bắc của chúng ta là chỉ có trên dưới 25.000 kg lợn hơi thôi. Trong khi ở Trung Quốc ấy là 50 năm 2000, ở Thái Lan cũng 50 năm 2000, ở Campuchia tới như thế 58 đến 60.000, ở Đài Loan cũng trên 50.000 như vậy. Thế thì không có lý do gì lợn chúng ta lại thấp như vậy. Thế nên là chúng ta chủ định là làm sao đưa được cái giá lợn lên để giúp cho cái công tác như thế phòng chống dịch bệnh, đặc biệt ấy là nó đỡ cái thua thiệt cho cái người chăn nuôi. Và cũng như thế là giúp cho là vấn đề là chính phủ trong cái vấn đề là hạn chế cái vật ngân sách. Vì nếu chúng ta thấp như vậy và chúng ta không tiêu thụ được thì lợn đến tuổi xuất chuồng rồi, còn rất nhiều trong dân không bán được. Đấy. Rõ ràng ấy, nó có một cái nguyên nhân đấy là cái người tiêu dùng chưa thực sự ăn thịt trở lại một cách bình thường như những năm trước. Bởi vì rất là bình thường thôi là lợn năm nay của chúng ta không nhiều hơn các năm trước. Và chúng ta cũng không chịu một sự áp lực nào lợn của nước ngoài vào của chúng ta hay của chúng ta ra nước ngoài. Vẫn là do người Việt Nam tự quyết định thôi. Thế mà tại sao giá lợn thấp cũng thế mà số lợn tiêu hủy cũng nhiều hơn tất cả những cái năm trước? Như vậy rõ ràng là người tiêu dùng chưa thực sự sử dụng thịt lợn một cách bình thường, chứ chưa phải ăn nhiều hơn. Thế nên vừa tăng lên thì tôi cho rằng có mấy cái nguyên nhân. Một là người tiêu dùng bắt đầu là sử dụng thịt lợn trở lại nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là công tác lưu thông và lợn cũng có thuận lợi hơn. Vì bộ cũng đã ban hành một cái văn bản hướng dẫn cái việc giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn trong và ngoài vùng dịch. Vì nếu mà theo cũ ấy, luật quy định ấy, thì chỉ trong vùng dịch thôi. Trong xã, nếu xã có dịch thì lợn chỉ được vận chuyển trong cái xã đó thôi. Đấy, thì rõ ràng là cái xã đó không thể ăn hết thì cái lợn đấy được. Nhưng khi chúng ta có những cái hướng dẫn tháo gỡ ấy, thì cái việc ấy là lợn nó lưu thông hơn. Thì nó giúp cho lợn đã lưu thông được nhiều hơn trong phạm vi cả nước. Đấy là nguyên nhân thứ hai. Đấy, tôi cho là như vậy. Còn nguyên nhân thứ ba này cũng có một cái yếu tố là rõ ràng nhờ cái áp lực cái nguồn cung nó cũng giảm đi. Bởi vì cái tỷ lệ mà chúng ta tiêu hủy cái lợn vừa rồi là một trong những cái lần tiêu hủy lớn nhất từ trước đến nay đối với con lợn. Nên nó cũng là một trong những nguyên nhân. Nhưng mà cả ba cái nguyên nhân cộng lại thì nó làm cho giá lợn chúng ta tăng trở lại. Đấy, tôi cho đây là một tín hiệu tích cực. Bởi vì chỉ có cái việc tăng giá trở lại thì mới có thể giúp hỗ trợ tích cực nhất để cho công tác phòng chống dịch, cũng như là hỗ trợ cái thiệt hại cho người chăn nuôi, mà cũng như cùng với chính phủ thực hiện cái này 100 triệu người Việt Nam ăn thêm thịt lợn thì làm cho giá thịt lợn tăng lên. Thì nhưng tôi nói đây là lợn sạch nhá, chứ không phải lợn bệnh. Vì tôi đã nói nhiều nơi rồi, nhiều lần rồi, chưa bao giờ chúng ta có cái thịt sạch như bây giờ, chưa bao giờ chúng ta có cái thịt rẻ như bây giờ, thì người Việt Nam nên ăn lợn đấy. Và cái thứ tư thì tôi cho nó cũng có một cái yếu tố về cái hiệu ứng xã hội là khi chúng ta có kiến nghị và chính phủ đang chuẩn bị thực hiện những cái chính sách, ví dụ như chúng ta giết mổ cấp đông, hoặc là người dân có thể tích trữ lợn và trong các tủ lạnh của mình thôi, hay để là chúng ta đang có cái thịt rẻ nhất này nhá, nhiều nhất này đấy, mà chúng ta khẳng định là cuối năm chúng ta thiếu thịt này, tháng sau chúng ta sẽ thiếu thịt này, thì cái việc giết mổ cấp đông hoặc tích trữ trong dân là nên làm. Thì bằng một số các biện pháp như vậy thì nó đã làm cho giá lợn chúng ta tăng hồi phục trở lại. Vâng, và cái câu hỏi đặt ra ở đây là liệu rằng là cái lần tăng giá này có được bền vững hay không, hay là chỉ một vài tuần rồi lại quay đầu giảm mạnh như là đã từng diễn ra thưa ông? Tôi cho rằng giá lợn của Việt Nam sẽ tăng dần lên và tăng từ giờ đến cuối năm, chứ sẽ không có cái cơ hội để xuống đâu. Nói chứ còn thì tất nhiên ấy là nó sẽ có cái điểm nọ điểm kia. Thế nhưng mà xét về cả một quá trình thì từ giờ đến cuối năm tôi khẳng định rằng là
giá thịt lợn của Việt Nam sẽ tăng lên. Và theo nhận định của ông thì cái việc mà giá thịt lợn hơi tăng trong thời gian này liệu có đẩy giá của một số mặt hàng sản phẩm khác như là thịt lợn, thịt bò, thịt gà, thịt trâu tăng lên không ạ? Cái này thì chúng tôi cũng đã dự liệu rồi, bởi vì chúng ta sẽ trong nhận định chúng ta sẽ thiếu thịt lợn vào các cái sắp tháng sắp tới, như khi mùa thu lên này, mùa thu tới này và mùa đông tới này, thì cái nhu cầu về thịt nói chung là tăng, nhất là thịt lợn là tăng, đặc biệt là cái dịp Tết như thế là Nguyên Đán ấy, thì rõ ràng là bánh chưng mà không có thịt lợn, nhân thịt lợn thì cũng không thể được, còn giò, còn chả, còn nem, rất nhiều thứ, thế nên nó sẽ tăng lên. Thế thì chúng ta có cách nào để chúng ta làm được cái việc đấy không? Thì giải pháp của chúng ta là chúng ta sẽ một mặt bản thân chúng ta sẽ giữ được đàn lợn, tối đa các biện pháp để chúng ta giữ đàn lợn ở những cái cơ sở chăn nuôi lớn, bởi vì trong dân thì có thể còn ít, nhưng trong các trang trại lớn thì chúng ta cũng còn cơ số cũng còn rất đáng kể, thì chúng ta phải giữ được cái đàn lợn ở mức độ là tối đa. Vấn đề thứ hai là chúng ta đẩy cái nhóm thay thế cái vấn đề này, thì thứ nhất ấy là chúng ta đẩy gia cầm lên, đẩy trứng gia cầm lên. Cái thứ hai là chúng ta đẩy cái thịt bò, thịt gia súc ăn cỏ đấy, có trâu bò, có cả dê kiều lên, đẩy sữa lên. Cái thứ ba, cái nhóm thứ ba đó là nuôi trồng thủy sản chúng ta đã tăng. Thì cái kịch bản này thì Bộ trưởng đã trực tiếp làm việc với Bộ Kế đầu tư và các địa phương để chúng ta điều chỉnh cái cơ cấu. Chúng ta tăng thịt trứng gia cầm, tăng thịt gia súc ăn cỏ, tăng sữa, tăng thủy sản, hoàn toàn chúng ta đủ để cấp bù cái phần thiếu hụt của thịt lợn. Và chúng cái vấn đề rất là quan trọng, chúng ta tuyên truyền để cho người dân ấy là chúng ta cũng thay đổi cái cơ cấu tiêu dùng, chúng ta phải giảm mà cái tiêu dùng thịt lợn đi để chúng ta tăng dần tiêu dùng các cái thực phẩm khác, ví dụ như là gia cầm, ví dụ như trứng, ví dụ như thịt gia cầm, ví dụ như là thịt gia súc ăn cỏ, ví dụ như là tôm cá của chúng ta. Thì đấy về mặt khoa học dinh dưỡng rất phù hợp, và hai nó cũng về mặt thực tiễn ấy nó cũng giảm cái áp lực cho cái ngành chăn nuôi lợn của chúng ta. Thì cái này chúng ta cũng đã nói mấy năm nay rồi, nhưng đến bây giờ thì càng rõ. Thì theo tôi là chúng ta phải đẩy mạnh cái chăn nuôi của các cái loại vật nuôi khác để bù lại cái phần thiếu hụt thịt lợn, thì chúng ta mới đảm bảo rằng cái nguồn cung cầu thịt lợn chúng ta không bị thiếu. Vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ rất là hữu ích. Vâng, thưa quý vị, hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về giá lợn hơi, cụm từ rất được bà con quan tâm tại thời điểm hiện nay. Chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Mọi thông tin hữu ích khác sẽ được VTC16 cập nhật liên tục trên fanpage, YouTube và Zalo VTC16. Kính mời quý vị và bà con cùng theo dõi.